vậy trời? Mới hôm qua là mình dọn dẹp cái chỗ này nó sạch sẽ rồi, bữa nay tự nhiên đâu rác nó mọc ra nữa vậy trời? Buồn ngộ ghê vậy, riết làm như nhà mình giống như bô rác vậy trời, đi ngang cái dục rác vậy à. Thiệt tình, cái này mình biết cái người nào mà dục rác vô đây rồi. Đúng là phải nói, không lẽ giờ mình chửi. Trời ơi, tức quá. Bây giờ chửi phòng lông ai nghe được nghe. Đi cả buổi trời mà người nó vẫn còn thơm tho gì đâu. Đúng là tự nhịn thơm tho. Cái đồ nổi tiếng vô văn quá nhàng. Cái đồ không có ý thức, cái đồ không biết giữ gìn vệ sinh, cái đồ mà ô nhiễm môi trường, cái đồ mà làm cho cái nhà người ta thú quắc. Anh hả? Giật mình chị Tư gì? Thực sự tôi rất là buồn anh Năm. Ủa sao buồn tôi? Bởi vậy á, anh tên là gì? Năm nóng nảy đúng không? À, cái tật nóng nảy không bao giờ nguội được hết á. Tôi nóng đó. Sao kỳ vậy? À, muốn cái gì á là mời Tư nhịn nè. À, vô nhà mời trà uống nước nói chuyện nhẹ nhàng em nghe hết á anh Năm. Mắc cái gì mà anh chửi em xối xả té tát vô mặt vậy? Trời, em làm gì anh mà anh chửi em dữ vậy anh Năm? Trời ơi, cô Tư cô nói gì vậy cô Tư? Tôi có chửi cô bao giờ đâu. Xí tua. À, lại tua lại một phút. Đồ cái thứ vô văn hóa, đồ cái thứ thiếu ý thức, đồ cái thứ mất vệ sinh. Anh chửi ai? Anh chửi ai trong khi đó đây có mình tôi với anh thôi à? Trời ơi, tôi chửi là tôi chửi phong anh lòng. Muốn chửi cái gì? À, không có phong lòng à? À, anh đừng anh chống chế đúng không? Ý anh nói là có ai nhập anh giờ anh đứng anh chửi phong long giống như là bị người ta gọi là bị bệnh đó đúng không? Không phải, tôi nói mà cô Tư không hiểu. Tôi nói ý là tôi chửi là cái người này nè đó, cái người mà mất vệ sinh nè đó, ăn ở không có ý thức nè đó, ô nhiễm môi trường đó. Ai còn vậy? Ai nữa trong xóm mình thôi, hiểu không? Mà nếu mà chị không tin đó, chị cứ đứng đây một lát nữa là chị sẽ thấy được cái sự thật là như thế nào. Anh Năm. À, em khuyên anh nên bớt nóng nảy lại. Chị thấy người ta quăng rác trước nhà mình vậy chị bực không? Bực cái gì mà bực, không có bực gì hết. Không cái đó hả? Là chuyện bình thường, cái chuyện rác là chuyện nhỏ. À, vậy chị... Em nói cho anh nghe, em là tên gì? Em là Tư Nhịn đúng không? À, lúc nào em cũng nhịn, người ta nói là một điều nhịn chín điều lành, đừng có nóng. Đừng có nóng, đừng có bực bội, giãn ra, giãn cơ mặt ra. Cho nên mặt mình lúc nào cũng đẹp. Mà anh nóng dễ tăng xong lắm nha. Mà tăng xong là đứt bóng có ngày đó. Nghe lời em, nhịn, không có sao hết á. Vậy là chị không bực phải không? Ừ, không có bực. Nhưng mà chị thấy tôi khỏe không? Gì lãng vậy anh Năm? Hả? Đang nói cái chuyện bực mình, cái tự nhiên cái anh tôi khỏe không? Trời ơi, bởi vì phải có lý do. Lãng? Không phải, tôi nói khỏe là có nghĩa là sao? Là ngày nào đó là tôi cũng chứng kiến cái cảnh mà cái người đó dục rác vậy nè. Vậy? Tôi hãy một lần tôi thấy cái tôi né qua. Tôi né lại, tôi khỏi mất công tập thể dục, hiểu không? Cái gì? À, nó thấy anh đó mà nó vẫn liền luôn hả? Nó bởi vậy mới vậy nói đó, hả? Không sao, nhưng mà anh vậy nhìn gì vậy? Hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Ê! Ê, sao dục rác? Trời ơi, chị nó nói vậy làm gì nó nghe. Chị mới la lên, sao dục rác gì? Trời ơi, sao được? Trời ơi, cái tánh em là em nhường nhịn mà. Làm sao mà em la được, đâu phải là em. Là anh á, anh thì làm vậy được. Còn em không làm vậy được. Trời ơi, em nhẹ nhàng, thơm tho, lịch sự mà tự nhiên kêu làm thế ghê không? Không phải, như tôi nói chị nghe. Cái này nó làm cho mình bức xúc. Có nghĩa đây đâu phải là cái chỗ mà cái tập kết rác đâu. Mà hãy mà đi rác nó làm gì, nó đi ngang nó quăng, hãy đi ngang anh thấy nó quăng làm sao. Nữa rồi, mặt mày cao có nữa rồi. Nhịn đi, em đã nói anh rồi, cứ nhịn. Anh cứ nhịn dễ thương đi. Anh cứ nhẹ nhàng với tụi nó, mốt tụi nó sợ tự nhiên tụi nó không có thèm liện rác nữa. Trời tự nhiên sao, cái bình thường á là cái tâm lý á là mà hễ mà rác liền á là bị chửi đúng không? Còn anh đừng chửi riết cái tụi nó mắc cỡ. Tự động tụi nó không có liền nữa. Ai nói với chị nó mắc cỡ? Nó lì cái mặt luôn rồi. Bây giờ chị nói hay lắm, tại đây là đâu phải nhà chị, trời nhà ơi tôi. Chứ bây giờ tôi nói thí dụ mà nó quăng rác trước nhà chị thì lúc đó chị sao? Vậy bình có bực không? Không. À, cái gì? Em vẫn nhịn. Em vẫn cười, em nói nè mốt đừng có liện rác nhà Tư nữa nha. Vậy là không có được nha con. Là nó dễ thương, nó không có liện. Dĩ hòa chi quý, nhường nhịn đi. Một điều nhịn chính điều lành đó. Trời ơi, lành cái gì? Đừng nói. Căng cái mặt như vậy căng rất là xấu, hiểu không? Cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái thằng chị Hên á, cái thằng áo vàng à, nó đó chứ, mọi bữa nó quăng là trúng tôi đó. Bữa nay chị Hên mém trúng chị đó. Cái thằng hồi nãy là liện rác luôn hả? Nó đó. Cái gì? Trời đất ơi, nó là thằng Tý con bà Tị. Thằng Tý con bà Tị nó quăng đó.
Trời đất ơi, cái thằng này nó vô ý thức dữ vậy trời. Đó, nó nghĩ vậy sao vậy? May là tôi đứng ở trong này á, nó mà quăng trúng tôi, trời ơi, còn gì là cái bộ đồ đẹp thơm tho của tôi nữa. Thiệt tình cái thằng này, trời ơi, tôi mà là... Nhịn nhịn, mình phải nhẹ nhàng, tình cảm. Mình có nóng nải là tôi. Tôi là tự nhịn, đúng không? Tôi phải nhịn chứ. Nhưng mà nó làm vậy tôi không chịu nổi. Anh biết không, xem chút xíu là nó dơ cái bộ đồ của tôi rồi. Con người mà, tôi con người mà, tôi đâu phải thần thánh đâu. Nhịn cũng phải có mức độ chứ. Nó làm quá mà, đôi đằng chân nó lân đằng đầu mà. Ủa vậy hả? Bây giờ anh chỉ giờ nhà, làm gì? Anh chỉ nhà. Tôi qua tôi mắng vốn ba má nó liền. Vậy hả? Nhà nó dưới đó. Được rồi. Tôi đi qua bệnh tôi nói ba má nó mà ba má nó mà không biết. Nhẹ nhàng, nhịn. Nhẹ nhàng. Tình nhịn, nhẹ nhàng. Tình cảm. Thơm tho. Lịch đúng sự rồi cho đó. Nên là phải nhịn, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em đi qua bển. Em mét ba má nó. Nói về cái vụ rác của anh đó. Rồi cái này xém vô người của em đó, nếu mà ba má nó không biết dạy ha, mà còn nói cãi lại mà giống nó nha, trời ơi tôi cao mặt đó đó. Nè, trời ơi. Nè, nhịn, nhịn. Biết rồi. Nhớ nhẹ nhàng. Nhịn. Nhanh tương nhịn. Nhẹ nhàng nha nhịn. Bà nói người ta này hay lắm. Tới phiên bả. Trời ơi vậy mà nhịn gì. Mà đúng. Với những người mà không có ý thức như vậy, nhịn sao được mà nhịn. Hấp dẫn à. Đang thức gì đang thức.